sĩ ơi, tại sao mỗi khi thời tiết chuyển mùa, nhất là mùa nóng ẩm này thì da em lại bị mụn mụn nghiêm trọng hơn ạ? Khoảng thời gian giao mùa với sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm không khí cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ khiến làn da chịu không ít những ảnh hưởng tiêu cực. Trong đó, mụn là vấn đề phổ biến mà rất nhiều người gặp phải. Hôm nay, bác sĩ Thu Anh sẽ chia sẻ rõ hơn về tình trạng bùng phát mụn khi thời tiết chuyển mùa. Trong đó, tập trung nhiều vào những nguyên nhân khiến bùng phát mụn mạnh khi chuyển mùa là gì, làm thế nào để xử lý tình trạng trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn kiểm soát được tình trạng mụn một cách khoa học, phòng tránh các biến chứng do tình trạng mụn chuyển biến nặng nhé. Có 4 căn nguyên tạo nên bệnh sinh của trứng cá, bao gồm sự hoạt động quá mức của tuyến bã. Tuyến bã tăng cường hoạt động do ảnh hưởng chủ yếu bởi hormone, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi stress, chế độ ăn uống, sinh hoạt, thời tiết. Thứ hai, đó là sự bất thường quá trình sừng hóa của cổ nang lông tạo nên sự bít tắc, làm chít hẹp cái đường thoát ra của chất bã lên da, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sống và phát triển, hình thành nên các nhân mụn, cồi mụn, biểu hiện là các mụn ẩn và mụn đầu đen. Thứ ba là vi khuẩn Seagnes, là một trực khuẩn gram dương, yếm khí, thường cư trú trong các đơn vị nang lông tuyến bã. Chúng ăn những cái bã nhờn và sống trong môi trường bít tắc này, sinh sôi và phát triển, từ đây sẽ xuất hiện những mụn viêm. Và cuối cùng là sự tăng đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Cơ thể huy động các bạch cầu và đại thực bào đến dọn dẹp các ổ viêm gây ra bởi sự hình thành nhân mụn và vi khuẩn. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các mụn bọc, mụn mủ lớn, thậm chí là những mụn mạnh luôn. Ngoài ra, khi thời tiết chuyển mùa, da tăng tiết dầu nhiều hơn, gây mất cân bằng hệ vi sinh trên da, đặc biệt là sự phát triển quá mức của vi khuẩn Seagnes. Hơn nữa, khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, da tăng tiết dầu và mồ hôi nhiều hơn. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho bụi bẩn bám dính nhiều hơn, vi khuẩn phát triển, phá vỡ trạng thái cân bằng của hệ vi sinh, gây mụn nặng nề hơn. Hơn nữa, có những sai lầm khi chăm da, như là lựa chọn những cái loại kem dưỡng không phù hợp với tình trạng, gây bí da, bít tắc nặng nề hơn. Ngoài ra, việc sử dụng giấy thấm dầu di đi di lại quanh những ổ viêm mụn vô hình chung dẫn đến sự lan tràn của vi khuẩn trên bề mặt da. Và cuối cùng, sử dụng sản phẩm tẩy rửa mạnh và rửa mặt quá nhiều lần trong ngày có thể phá hủy hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, làm da dễ bị kích ứng và tổn thương. Khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da trở nên suy yếu, cũng là cái điều kiện thuận lợi để cho vi khuẩn Seagnes tấn công và gây ra mụn. Vậy làm thế nào để xử lý mụn nhanh chóng và tránh bị bùng phát, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa này ạ? Sau đây bác sĩ sẽ đưa ra một vài những giải pháp. Thứ nhất là làm sạch, lựa chọn những cái sản phẩm làm sạch da nhẹ nhàng, có khả năng cân bằng độ pH và dưỡng ẩm. Làm sạch bụi bẩn dầu thừa mà không gây bít tắc lỗ chân lông. Thứ hai, có thể sử dụng những cái sản phẩm chiết xuất thiên nhiên có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm tốt, hạn chế sự lây lan của vi khuẩn có hại và ngăn ngừa mụn quay lại. Thứ ba, sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tái cân bằng hệ vi sinh trên da, bổ sung dưỡng chất thiết yếu như là prebiotic hay là postbiotic, tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển. Thứ tư, duy trì độ ẩm cho da bằng cách sử dụng các loại kem dưỡng ẩm phù hợp cho da dầu để tránh gây tình trạng mất nước, giúp cân bằng dầu tự nhiên. Thứ năm, nuôi dưỡng tái tạo làn da, giảm thâm mụn, tăng cường sức khỏe đề kháng cho da. Ngoài ra, bác sĩ Thu Anh khuyên chỉ nên sử dụng những cái sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, đã được kiểm chứng bởi chuyên gia và mua hàng chính hãng. Hạn chế làm sạch da với những dụng cụ chà sát mạnh hay những loại tẩy da chết vật lý, tránh gây khô da và làm tổn thương da. Và cuối cùng, đừng quên điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, bổ sung nước và vitamin thông qua các thực phẩm.